Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một chủ đề, đấy là về chảy máu cam. Đây là một hiện tượng rất phổ biến mà chắc chắn là rất nhiều phụ huynh thì quan tâm và lo lắng khi mà con của mình có những biểu hiện như vậy. Thế thì đến tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai, giám đốc trung tâm Hemophilia của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin bác sĩ có thể cho biết là những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng chảy máu cam ạ? Có rất nhiều các cái nguyên nhân có thể dẫn đến chảy máu cam. Thứ nhất là có mạch máu có thể là rất là nhạy cảm và dễ vỡ vào thời tiết hanh khô hoặc khi sử dụng lò sưởi, máy quạt điều hòa trong một thời gian dài. Bên cạnh đấy, nếu như chúng ta bị nhiễm trùng, bị dị ứng ở mũi họng và xoang, cũng như là khi mà ngoáy mũi hoặc là làm những cái bị chấn thương cục bộ khác tại mũi thì cũng có thể là gây ra chảy máu. Bên cạnh đấy thì cái việc xì mũi quá mạnh hoặc là trẻ nhét dị mật vào mũi, rồi cái vách ngăn mũi bị vẹo hoặc là đang sử dụng một số thuốc chống viêm, các loại thuốc xịt mũi thì cũng có thể gây ra cái việc chảy máu mũi. Bên cạnh đấy thì là một số những cái chấn thương nó gây ra một số chấn thương nặng, ví dụ gây ra gãy xương mũi hay vỡ niền sọ thì đặc biệt là những cái chảy máu mũi mà xuất hiện sau khi bị chấn thương ở đầu thì là một cái triệu chứng tương đối nặng. Rồi nếu như mà có những các khối u lành tính hoặc ác tính ở trong mũi thì cũng có thể là gây chảy máu mũi. Những các cái thủ phạm này thì hiếm gặp hơn. Bên cạnh đấy thì có một số những cái bệnh lý liên quan đến huyết học, ví dụ như là gây rối loạn chảy máu, ví dụ như là xuất huyết giảm tiểu cầu này, hemophili này, bất thường chức năng tiểu cầu hoặc leucemi cấp, hoặc là các cái suy tủy, những cái bệnh lý mà nó gây ra giảm số lượng hoặc chất lượng tiểu cầu, ảnh hưởng đến các cái yếu tố đông máu thì cũng có thể gây ra chảy máu mũi. Vậy thì để có thể cầm máu tạm thời thì ngay lập tức khi mà có hiện tượng chảy máu, đặc biệt là ở trẻ em ấy, thì xin bác sĩ có thể cho lời khuyên đối với các bậc phụ huynh là chúng ta sẽ nên xử trí như thế nào ạ khi mà trẻ em bị chảy máu cam? Khi mà bị chảy máu mũi mà chúng ta sơ cứu ban đầu thì trước mắt thì sẽ cho bệnh nhân ngồi thẳng, đầu hơi cúi về phía đằng trước một chút, và sau đấy là chúng ta sẽ ấn chặt vào mũi trong vòng 20 phút. Sau đấy thì chúng ta bên cạnh đấy là chúng ta sẽ chườm đá. Khi mà chườm đá vào mũi thì chúng ta lót một cái khăn ẩm và để đá bên ngoài để làm sao giúp cho cái chuyện thứ nhất là cái áp lực áp ép vào, cũng như là cái mạch mà cái lạnh của đá nó sẽ làm cho cái mạch máu co nhỏ lại và sẽ giúp cho cái việc chảy máu cầm chảy máu nó sẽ tốt hơn. Và nếu như mà chảy máu mũi kéo dài mà khi mà chúng ta đã áp dụng các cái biện pháp mà như trên mà nó vẫn còn chảy máu thì chúng ta cần phải đưa trẻ đến các cái chuyên khoa, đến bác sĩ để mà được xử lý tiếp. Vâng ạ. Thế thì nhiều phụ huynh thì có thói quen rằng là khi mà trẻ chảy máu thì thường cho trẻ nằm rất là thấp, nằm ngay lập tức và để có thể tiến hành các cái biện pháp xử trí khác để cầm máu, thì như vậy có đúng hay không ạ? Thì cái tư thế mà được hướng dẫn đó là mà tốt nhất đó là phải ngồi thẳng và hơi cúi đầu về phía trước để mục đích để cho máu nếu mà chảy thì nó sẽ chảy ra ngoài chứ nó sẽ không chảy vào phía bên trong. Chảy nuốt máu vào sẽ có thể là sẽ gây buồn nôn và sẽ nôn, và như vậy là nó sẽ làm cho cái tình trạng chảy máu thậm chí nó sẽ tăng hơn. Như vậy là điều quan trọng là phải ngồi thẳng và có xu hướng là hơi cúi phía trước thay vì là nằm và ngả đầu ra phía sau, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Thế thì đa số những nguyên nhân chảy máu cam có thể là do nguyên nhân tại chỗ hoặc là những cái nguyên nhân vật lý khác mà như bác sĩ, hoặc là những nguyên nhân bệnh lý khác mà như bác sĩ cũng vừa chia sẻ. Và trong cái trường hợp nặng mà xử trí sau khoảng 20 phút như bác sĩ vừa chia sẻ thì người bệnh nên đến cơ sở y tế. Vậy thì trong trường hợp đấy thì nên đến những cơ sở y tế về chuyên khoa tai mũi họng hay là chuyên khoa huyết học ạ? Thì bác sĩ có thể tư vấn thêm. Nếu như mà bệnh nhân mà chưa được đã áp dụng các cái biện pháp sơ cứu ban đầu mà vẫn còn chảy máu như thế thì trước mắt là chúng ta nên đến chuyên khoa tai mũi họng để được xử lý tại chỗ. Sau khi đến chuyên khoa tai mũi họng xử lý tại chỗ rồi thì chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân. Thứ nhất là nếu nguyên nhân tại chỗ do nguyên nhân tại chỗ thì sẽ được xử lý, còn nếu như mà là nguyên nhân do các cái bệnh lý về mặt huyết học thì chúng ta sẽ đến cái chuyên khoa huyết học để được làm thêm các cái xét nghiệm để xác định nguyên nhân làm sao. Và nếu như mà một cái bệnh nhân bị chảy máu mũi mà do nguyên nhân liên quan đến huyết học, ví dụ như bất thường tiểu cầu về mặt số lượng hoặc là chất lượng, rồi bất thường các yếu tố đông máu, thì chúng ta lại cần phải, ngoài cái việc mà xử lý tại chỗ thì chúng ta cần phải có những cái điều trị toàn thân, ví dụ như là phải bổ sung các yếu tố đông máu vào này, hoặc là truyền tiểu cầu, hoặc là dùng thêm các cái thuốc để ức chế cái việc tiêu sợi huyết nữa. Vâng. Vậy thì chỉ những cái trường hợp như vậy khi mà sau khi đã được tư vấn của bác sĩ tai mũi họng thì những người bệnh mới cần phải đến chuyên khoa huyết học, đúng không ạ, để khám cụ thể hơn, chứ không phải là cứ chảy máu là nghĩ đến chuyên khoa huyết học? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải cần loại trừ những cái bệnh mà hay gặp nhất trước là cái bên chỗ tai mũi họng,
để chúng ta, vì ngay cả người bình thường mà không có bệnh lý huyết học là người ta cũng có thể bị chảy máu rồi. Vâng. Cho nên rằng là nên đến chuyên khoa tai mũi họng để xử lý tại chỗ trước, sau đấy thì sẽ đến chuyên khoa, đến chuyên khoa huyết học là bước sau. Vâng ạ. Có lẽ là hoặc nếu như người bệnh ngoài cái việc chảy máu mũi, chỉ ngoài việc chảy máu mũi còn có những cái biểu hiện của các cái bệnh lý huyết học khác, ví dụ như là thiếu máu này, hoặc là xuất huyết không chỉ là ở mũi mà chảy máu chân răng, hoặc xuất dưới da, hoặc là kinh nguyệt quá nhiều, hoặc có thêm những cái bệnh lý của huyết học nữa, thì chúng ta cũng phải đến huyết học sớm. Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ, những thông tin rất là hữu ích của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai đã chia sẻ với khán giả trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và đến đây thì hy vọng là quý vị cũng có thêm những thông tin cơ bản nhất để có thể xử trí kịp thời khi mà có những cái biểu hiện chảy máu ở mũi. Xin cảm ơn.